Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Si Hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình thân thương của mình nha. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người những mã sản phẩm áo sơ mi jean, hay còn được gọi là những chiếc áo bò nha mọi người, những chiếc áo jean. Thì với chất liệu 100% cốt tông, cực kỳ dày dặn thì thích hợp cho mọi người sử dụng chống nắng cũng được này, hoặc là mặc vào thời tiết thu đông thì cũng rất là đẹp này. Chất 100% cốt tông, mặc cực kỳ thoải mái. Và tất cả thông tin này, thông số của sản phẩm bao gồm chiều dài của áo này, chiều ngang của áo, độ rộng của vai, em sẽ ghi một cách cực kỳ chi tiết bên phía trái của góc màn hình đây. Thì mọi người cứ nhìn vào cái thông tin đấy và chốt hàng nha. Mọi người đừng có quan tâm tới size của áo. Bởi vì size của áo thì size của thằng châu Âu và size của thằng châu Á nó khác nhau rất là nhiều, nó chênh nhau rất là nhiều. Thì mọi người cứ quan tâm đến cái thông số em cung cấp đây. Thì mọi người phải biết cái thông số của mình là bao nhiêu, thường mình mặc một chiếc áo nó dài bao nhiêu, nó ngang bao nhiêu, độ rộng của vai nó là bao nhiêu thì mình phải nắm rõ để mình mua hàng nó được chuẩn size nhất có thể nha mọi người. Còn số điện thoại đặt hàng thì em sẽ ghi bên phía phải của góc màn hình đây. Mọi người muốn đặt hàng thì cứ gọi điện nhắn tin hoặc kết bạn Zalo với em, gửi cho em cái thông tin của sản phẩm, bên em sẽ tiến hành lấy thông tin, đóng gói hàng và ship hàng đi cho mọi người trong ngày luôn. Thời gian nhận hàng chỉ từ 1 tới 3 ngày tùy khoảng cách và tùy vùng miền. Và mọi người lưu ý, một lưu ý cực kỳ đặc biệt, tất cả sản phẩm của bên em đều được bao ship toàn quốc. Khi mọi người nhận hàng, mở hàng ra kiểm tra thoải mái cho em trước khi thanh toán cho shipper nha. Ok, em nói hơi nhiều, hôm nay nói hơi nhiều. Em vào mã sản phẩm đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay nha. Em có sản phẩm đầu tiên, chúng ta lên với mã D đi, D100. D100 thì trên tay em là một sản phẩm của thương hiệu Levi nha. Con này một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Levi. Và con này chất liệu là chất liệu cốt tông 100%, áo bò, áo jean của mọi người đây. Con này thì cúc được làm bằng kim loại nha. Cúc nó làm giống như là cúc của quần đấy, cúc của quần Levi đấy. Chúng ta có một cái tag của Levi ở đây, một cái tag đỏ và một cái tag trắng ở đây. Con này độ mới khá ổn nha. Con này độ mới không có quá cao nhưng mà nó ổn, với cái mức giá bán thì cực kỳ ổn nha. Mã 100 dài 70, ngang 60, vai 55. Con này em bán cho mọi người với giá 280.000. Một con áo jean chính hãng của Levi. Có thể tương ứng với size L và XL đây, phù hợp với những người có cân nặng từ 70 cho tới 73 kg, 70 cho tới 75 kg, mặc là đẹp nhất. Còn mọi người mặc mà kiểu khoác ấy, thì có thể cân nặng nó dưới một chút vẫn có thể mua nha. Bởi vì con này size MO thì nó tương đương với size L của châu Á. 100% cốt tông, sản xuất tại Colombia. Chất cốt tông nên nó hơi dễ nhàu một chút nha mọi người. Mặc dù bên em đã xử lý rồi, đã là qua rồi, nó vẫn hơi nhàu một chút. Nhưng mà đồ mới thì nó khá là ok nha. Với cái mức giá bán như thế này thì khá là ok nha. Con này màu tím quay môn. Đó đây, chúng ta có tác của Levi đây. Con này mặc áo khoác thì cũng rất đẹp nha mọi người. 280.000 cho mã sản phẩm đầu tiên. Mã số 2 thì em có một sản phẩm áo jean với màu như thế này. Thằng này của thương hiệu Wang Lơ nha mọi người. Wang Lơ cũng 100% cốt tông luôn. Con này made in Bangladesh của Mỹ nha mọi người. Con này được sản xuất tại Mỹ, một sản phẩm chính hãng của thằng Wang Lơ. Thằng Wang Lơ là một cái thương hiệu làm đồ jean và đồ thể thao cũng khá là nổi tiếng của thằng Mỹ nha mọi người. Nó thương hiệu của nó tương đương với cái thằng Edwin của Nhật này. Nó thua Levi khoảng 2 bậc. Nhưng mà những sản phẩm của thằng thương hiệu này thì nó vẫn mang lại cho mọi người những cái trải nghiệm cực kỳ tốt. Từ chất liệu, thiết kế, tất cả mọi thứ, đường may mũi chỉ nha. Mã D101, cái này dài 75, ngang 58, vai 50. Và mọi người lưu ý giúp em nha. Cái gấu của áo là nó sẽ thiết kế theo kiểu như này nha. Mọi người muốn nó chỉnh chu hơn thì mọi người về tự đi like. Nhưng mà sản phẩm này nó thiết kế của nhà sản xuất nha, chứ không phải áo bị lỗi gì đâu nha. Nó thiết kế kiểu như vậy nha. Mọi người nhìn cái đường chỉ này nó đi là biết là đường chỉ jean nha. Đường chỉ nguyên jean nha, chứ không phải là áo đã bị cắt đi đâu. Rồi, con này dài 75, ngang 58, vai 50, mã D101, độ mới hoàn hảo nhé, độ mới hoàn hảo. Con này em cam kết với mọi người là chưa có ai sử dụng đâu, chưa có người sử dụng những sản phẩm này đâu. Bởi vì nếu thường này khui cái kiện của thằng Mỹ ấy, thì nó có những cái nhược điểm sau đây. Nó toàn size lớn nha mọi người, nó hầu như toàn size L đổ lên thôi. Và độ mới của những cái thằng kiện Mỹ thì nó độ mới của nó không có quá cao đâu. Một cái kiện 200-300 sản phẩm đôi khi em nhặt được nhiều là 20 sản phẩm nha mọi người. Nên những cái sản phẩm bên em đăng lên mọi ngày nó không có nhiều, nó có số lượng giới hạn đâu, tầm 10 sản phẩm thôi.
nhưng mà sản phẩm nó đổi lại thì những cái sản phẩm đấy nó sẽ chất lượng và được kiểm tra cực kỳ kỹ càng. Rồi, mã tiếp theo em có mã D102. D102 thì em có một sản phẩm của thương hiệu H&M, một thương hiệu cũng cực kỳ nổi tiếng nha. Ở Việt Nam thì con này cũng gọi là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng á. Những cái shop quần áo của nó toàn đặt ở những cái tòa nhà lớn ở quận 1 thôi nha mọi người. Những cái tòa nhà cực kỳ lớn, những cái shop quần áo của thằng H&M này này. Con này độ mới cũng cực kỳ cao nha mọi người. Con này độ mới cũng cực kỳ cao. Dài 75, ngang 55, vai 50. Tương ứng với size L này, phù hợp với những người có cân nặng từ 70 cho tới 78 kg. Mọi người có thể nhìn màu áo nó là hai màu đúng không? Chỗ đậm chỗ nhạt đúng không? Nhưng mà cái áo này là em đang đã giặt rồi nha. Và nó chưa được khô lắm, nó vẫn còn hơi ẩm ẩm. Nó vẫn còn hơi ẩm ẩm. Đó là lý do vì sao mọi người có thể nhìn ra một vài chiếc áo nó sẽ thành hai màu, nhưng nó chỉ có một màu thôi nha. Con này em bao về độ mới cho mọi người cực kỳ mới. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái. Đúng như những gì em giới thiệu trên video thì nhận hàng, không thì hoàn về cho em. Áo mới nói mới nha, áo cũ nói cũ, mọi người cứ yên tâm. Mã D102, dài 75, ngang 55, vai 50. Độ mới hoàn hảo 100% cotton của một thương hiệu cũng cực kỳ đình đám nha. Tem trên tem dưới đầy đủ rồi, mọi người cứ yên tâm nha. Tất cả sản phẩm bên em là bao chính hãng luôn. Tất cả sản phẩm nha. Hai cúc phụ còn nguyên đây, tem thì một giỏ. Có cái logo được thêu ở đây, mũi tên đi lên. Mũi tên lúc nào cũng đi lên. Mã B103 thì em có sản phẩm của thương hiệu Levi. Khui một kiện ra nhặt được có 3 4 con Levi thôi nha mọi người. Bởi vì hiện tại cái đồ second hand, đồ si nó đã là một cái xu hướng rồi, nó là một cái văn hóa rồi. Nên cái nhu cầu bây giờ hiện tại nó tăng cực kỳ cao. Kể cả ở bên nước ngoài, bên họ cũng đã bắt đầu sưu tầm và thu thập những cái món đồ si này để bán lại rồi. Nên hàng như thế này thì nó cực kỳ khan hiếm nha mọi người. Levi, một con áo jean với chất liệu 100% cotton khá dày dặn nha. Nhưng con này em báo với mọi người là độ mới nó không được quá cao đâu nha. Những con Levi như thế này, độ mới cao mà kiểu như là gần như mới như những cái sản phẩm như thế này á, thì nó rất là khó nha mọi người. Một con áo của hãng Levi mà nó có độ mới như thế này thì khá là hiếm nha mọi người. Không phải là nó không có nhưng mà nó hiếm. Và càng ngày nó càng ít đi. Con này độ mới vừa phải thôi nha mọi người. Con này độ mới không cao nha, em nói rồi nha. Cúc thì nó cũng là cúc kim loại này, cúc kim loại giống như quần này, một cái red tag ở đây này, tem của Levi này. Con này trên thông số là để size M và nó cũng là 100% cotton luôn. Nhưng mà con này độ mới không có cao nha, bởi vì nó đã có những chỗ nó vẫn bị hơi bạc nha mọi người. Nhưng mà tổng thể áo nó không có lỗi và cái form nó gần như là cực kỳ đẹp. Form nó vẫn gần như nguyên bản. D103 dài 70, ngang 58, vai là 55. Tiếp theo mã D04. Chứ thì như em đọc sai mã nhưng mọi người đừng lo nha. Thông tin em sẽ ghi bên phía trái góc màn hình, mọi người cứ chú ý vào đấy giúp em. Từ mã của sản phẩm cho đến thông số và giá của sản phẩm nha. Mã D104 em có chiều dài 75, ngang 55, vai là 50. Con này cũng là một sản phẩm của Levi. Một sản phẩm chính hãng của Levi. 100% cotton, con này được made in Indonesia. Sản xuất tại Indo ở châu Á nha mọi người. Con này là màu xanh nhạt. Form thì vẫn cực kỳ đẹp, form con này thì vẫn còn rất là ngon. Nhưng màu của áo thì đã bị xuống rồi nha. Màu của áo thì đã bị xuống đôi chút rồi, nó không còn màu nguyên bản nữa. Nhưng với cá nhân em thích hạt mặc những cái con Levi nó bị xuống màu một chút. Nó đừng có mới quá mà không đẹp, không có bụi. Nó không thể hiện hết được cái truyền thống của thằng Levi là mặc nó phải bụi bụi, bụi bặm một chút thì nó mới đẹp. Chứ mà nó nhìn mới quá thì nhìn cũng không thích lắm. Thật sự. Riêng dòng Levi dài 75, ngang 55, vai 50, chúng ta có sản phẩm chính hãng của Levi. Cúc cũng cũng kim loại này. Cực kỳ ok. Nè, chắc để mặc mọi người ơi. Tiếp theo mã D105. D105 thì em có sản phẩm của thằng Wrangler. Vẫn là một sản phẩm của thằng Wrangler, vẫn là 100% cotton và con này độ mới cũng cực kỳ cao. Con này độ mới cao nha mọi người. Những cái sản phẩm như thế này thì gần như là chưa có người sử dụng đâu. Wrangler vẫn là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng nha. Chúng ta có một cái logo của Wrangler ở đây. Con này đặc biệt nó cúc bấm.
cúc bấm, cúc cài rất tiện. Và cúc nó thì cũng được đính đá hay là cái gì đây em cũng không không phân biệt rõ, nhưng mà là cái này không phải nhựa, chắc chắn là không phải nhựa. Độ mới cao con này màu đỏ, anh Nam Mạnh Hỏa thì lấy con này cũng khá là ok. Đi 105, dài 76, ngang 60, vai 52, tương ứng với size L và XL nha. Phù hợp với những người có cân nặng từ 75 kg cho tới 80 kg. Cao phải 1m73 đổ xuống ấy. Không, mọi người có cân nặng nhỏ hơn thì mọi người có thể lấy giống như một chiếc áo phát thì vẫn rất là đẹp. Và mọi người lưu ý giúp em nhé. Mọi người lưu ý giúp em. Cái này là cúc bấm, cúc gài nha, chứ không phải là cúc đóng bình thường. Xem nào. Con này cũng được made in Bangladesh của Mỹ nha. Made in Bangladesh Mỹ. Rồi, tiếp theo con này cũng màu đỏ luôn, nhưng mà con này form giống con kia, nhưng con này có dòng KH nha mọi người. Của thương hiệu KH. Nó là một dòng thời trang cũng khá nổi tiếng của thằng Mỹ. Một vài năm gần đây thì đồ của KH giá trị của nó tăng cực kỳ cao. Giới trẻ mặc cái sản phẩm này cũng rất là nhiều. Những người trẻ tuổi ấy. D106 dài 75 ngang 50 vai 45. Form dáng, chất liệu, kiểu dáng, phong cách cũng y hệt con trước. Màu y hệt luôn. Ta có một cái tag của KH ở đây. Mọi người tìm trên Google về thương hiệu KH thì có rất rất là nhiều thông tin nha. Và mọi người sẽ biết cái giá trị của sản phẩm nó sao. Tiếp theo mã D107 em vẫn còn một con quang lơ nữa này. Và con này thông số giống y hệt con kia luôn. Không khác gì từ chất liệu, phong cách, kiểu dáng. Thiết kế giống y hệt nha. Con này cũng cúc bằng cái đá hay là cái gì đây. Nó không phải nhựa đâu, chắc chắn không phải nhựa đâu. Xem của là quang lư ở đây. Kiểm tra tem dưới cho mọi người nha. Rồi, dòng này không, hình như là không có tem dưới, chỉ có tem trên thôi nha mọi người. À đây rồi. Cái tem dưới thì nó để ở cổ áo luôn. Con này. Quang lư. Xem con này được sản xuất đâu đây. Con này được sản xuất ở US nha. Honduras cái gì này, made in Honduras cái gì này, độ mới thì cực kỳ cao, hình như con này còn nguyên tem thì phải, hình như em giặt nó bị rụng ra, giặt nó bị bay mất cái tem nguyên bản của nó. Đây mọi người lưu ý giúp em nhé, cái thằng Quang Lơ nó chuyên thiết kế cái tà áo kiểu này nhé, chỉ nó đi là chỉ zin chứ không phải nó cắt ra đâu nhé, cái kiểu thiết kế của nó như vậy. Mọi người nếu mà muốn mặc nó chỉnh chu hơn một tí thì về lên like, đơn giản. Không có gì khó. Tiếp theo em có sản phẩm của thương hiệu Good Low, Good D Low. Có này dạy XL. Mã D108 dài 70 ngang 60 vai 50. Con này chất cực kỳ dày dặn nha. Chất nó giống như một chiếc áo khoác jean rồi. Nó giống như một chất của một chiếc áo khoác jean rồi. Màu với màu cực kỳ đẹp luôn. Con này gần như là đẹp, đẹp đẹp nhất trong lô rồi. Đẹp nhất trong cái lô hàng này. Em thích nhất con này. Tem mạc đầy đủ. Con này được sản xuất và gia công tại Trung Quốc. Nhưng nó không phải là hàng Trung Quốc nha. Nó là hàng Mỹ. Khui trong kiện Mỹ. Nhưng nó được gia công tại Trung Quốc. Đây. Phối màu cực kỳ đẹp luôn. Con này đẹp lắm. Con này chất cực kỳ dày dặn nha mọi người. Form nó đây. Không có gì để chê đâu. Đẹp nhất trong lô. Em đôi khi em không thích hiệu lớn quá đâu, nó cứ kiểu dáng đẹp, chất chất liệu tốt để em xúc. D108. D109, chúng ta có một sản phẩm của Union Bay. Con này cũng được sản xuất tại Hồng Kông. À, con này được made in Hồng Kông. Con này thì mọi người mặc giống như một chiếc áo khoác. Vẫn rất ok, con này cổ trụ. Hai túi hai bên, một cái red tag ở đây. Một trăm phần trăm cốt thông. Con này mặc giống như một chiếc áo khoác rất là ok. Con này sẽ bán rẻ cho mọi người, cổ trụ thì sẽ bán rẻ hơn một chút. Mã D109 dài 75, dài 70, 75, ngang 65, vai là 55. Những người nào có cân nặng từ 68 đến 73 kg. D10 dài 78, dài 75, 78, ngang 60, vai 50, 52.
một sản phẩm của thương hiệu Real Good Denim. Con này phối màu cực kỳ đẹp nha, độ mới cực kỳ cao, con này độ mới cao, chất cũng 100% cotton. Con này là mặc trong thời tiết thu đông hoặc mặc để chống nắng đều rất hợp lý. D10 dài 75, 78, ngang số 10 vai 52. Tiếp theo vẫn là một sản phẩm của thương hiệu Woody Low. Con này size XL luôn. Con này độ mới vừa phải nha, con này độ mới không quá cao. Mã D11 dài 75, ngang 60 vai 50. Con này độ mới không quá cao, em sẽ chỉnh một cái giá phù hợp nhất cho mọi người nha. Mọi người cứ yên tâm, cái số tiền của mọi người bỏ ra để mua một sản phẩm chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn cái giá trị của sản phẩm em mang lại cho mọi người. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha mọi người. Tem cốt đầy đủ. Stone Bay, một sản phẩm của Stone Bay. Cái này mã D12, dài 73, ngang 60, vai 50, Stone Bay. Cái tag của nó là bằng da lộn. Mọi thông tin và thông số thì đều nằm ở tag phụ đây nha. Con này 100% cotton, con này được made in Bangladesh của Mỹ luôn. Sản xuất tại Mỹ luôn nha mọi người. Chất liệu cotton 100%. Mặc vừa thời trang. Chống nắng, chống lạnh. Rất hợp lý. Con Dicky này của lô lần trước nha. Lô lần trước là em để nhầm số điện thoại. Có mấy bác cái điện mấy ngày không được. Xong về sau bác cứ xem video cũ hoặc thấy cái số điện thoại chính chủ bác cái điện, bác mắng một trận luôn. Thỉnh thoảng em có mắc sai sót mọi người thông cảm nhé. Con này ở lô là gần trước nha. Mã D13 dài 80, ngang 60, vai 55. Một sản phẩm của Dicky. Dicky là một thương hiệu sản xuất thời trang của Mỹ. Nó chuyên làm những cái dòng workwear. Và bây giờ hiện tại nó dần làm những cái dòng streetwear. Dicky size XL 100% cotton, made in Nicaragua. Không biết ở đâu luôn nha mọi người. Cái đất nước này hơi lạ tí. Con Dicky này mã D13 dài 80, ngang 60, vai 55. Sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay. À, nhân tiện em xin thông báo cho mọi người một cái thông tin như thế này này. Tầm 3-4 hôm nữa thì em về một cái lô hàng gần 15 mã sản phẩm, gần 15 mã sản phẩm. Hầu hết 99% là những cái sản phẩm áo khoác bằng chất liệu thể thao nha, chất liệu nỉ này, chất thể thao này. Với độ mới cực kỳ cao nha. Và chúng ta chỉ có những chiếc áo của Nike và Adidas thôi nha mọi người. Chỉ có Nike và Adidas nha. Chắc cứ 3-4 hôm nữa hàng về. Em xin cảm ơn mọi người và kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình nha. Mọi người có bất cứ những cái phản hồi, những cái góp ý, những cái khiếu nại gì về sản phẩm của bên em thì cứ điện cho em và nhắn tin Zalo cho em nha. Em xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người một ngày thật vui.